Xin chào các bạn, thì này, cái clip này thì mình xin giới thiệu các bạn sử dụng cái phần mềm TeamView mà bị gọi là bắt phải mua bản quyền. Thì đây là mình sử dụng phần mềm TeamView 14. Đây, mình thử sử dụng, mình cài đặt vô bình thường thôi. Rồi mình chọn này. Thì mỗi lần mình cài cái TeamView này vô thì nó sẽ nhận định một cái địa chỉ IP ID à, tại vì mỗi cái máy đều có một địa chỉ ID mà mình cài vô, nó sẽ nhận biết là mình đã cài, và mình khi mà mình ví dụ này, đây nó cho mình sử dụng có 5 ngày thôi, còn sử dụng có 5 ngày à. Và mỗi lần remote một cái máy nào đó thì nó sẽ khoảng cứ 5 phút là nó bắt mình tắt đi và bắt mình phải đăng ký cái bản quyền phải mua. Thì mình đây mình thử reset lại cái ID này coi. Reset lại để mình xóa đi xem nó có được không. Rồi mình tiến hành tắt cái TeamView này đi. Copy cái chuột này, copy mình kiếm phần mềm TeamView mà mình mới cài vô này, chọn đến cái nơi mà mình cài, mình bắt vô đây, bắt vô đây được thì mình ấn chuột phải vô để mình chọn chạy quyền admin, chuột phải vô chạy quyền run admin này. Ở đây mình sử try hoặc v, mình try đi, ấn start đi. Rồi, để xem nó được chưa mình thử bấm nhé. Vô mình xem nó hết cái khi mà mình cập nhật vô hoặc là mình remote control. Đây, ví dụ như đây thì mình lại được này, free này. Free line này. Thì khi nào mà nó hết báo hoặc là nó báo là mình phải mua bản quyền thì mình lại dùng cái chiêu đó, mình lại copy cái này vô hoặc là mình vô đây mình lại ấn chuột phải vô và ấn free hoặc là try đây mình đó là mình khỏi phải mua cái bản quyền của TeamView 14. Và mình sử dụng như là mình mới cài vào cái TeamView vậy. Rồi các bạn nào mà gặp trường hợp giống như mình, nếu mà các bạn nào mà có tiền thì các bạn có thể mua thì xài ok hơn, và bản quyền thì lúc nào cũng ok hơn là mình xài miễn phí và mình xài thử. Rồi xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.